Chị các bạn, xin chào mừng các anh chị các bạn đến với series video khóa học là Giám đốc Marketing Toàn diện CMO 2023. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, công ty PA Marketing. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị các bạn về cái series video khóa học dành cho cấp bậc là giám đốc hoặc là trưởng phòng marketing toàn diện, chuyên nghiệp, chuyên sâu và có tính thực tế cao. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, chắc là các bạn đã biết rồi, đúng không ạ? Hiện nay tôi là giảng viên đại học và giảng dạy ở một trường đại học lớn tại Hà Nội, năm thứ 14. Ngoài ra thì tôi cũng có một công ty chuyên về làm tư vấn, đào tạo và triển khai một số các cái giải pháp về quảng cáo trực tuyến, về kinh doanh online, về làm tích xanh cho Facebook, về phát triển kênh cho TikTok, livestream bán hàng cho các doanh nghiệp, vân vân. Ngoài ra thì tôi cũng có thể tham gia setup các phòng kinh doanh và phòng marketing cho các doanh nghiệp. Và trước đây thì tôi cũng làm kinh doanh cho một số tập đoàn, cũng làm marketing cho một số doanh nghiệp. Và công việc chính của tôi là giảng dạy cũng như là nghiên cứu và đi tư vấn cho khách hàng. Đây là tôi giới thiệu với anh chị một chút. Về học vấn thì tôi hiện là đã tốt nghiệp chương trình MBA của Đại học NIST và tôi cũng tốt nghiệp thạc sĩ luật kinh tế của Đại học Luật Hà Nội. Hiện nay thì tôi cũng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ 3. Nếu mà mọi thứ thuận lợi và thì đến năm thứ 4 thì tôi sẽ hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Vâng, đấy là tôi giới thiệu với các anh chị một chút. Series video này được quay mới vào năm 2023, tức là rất là cập nhật. Vâng, sau gần 3 năm tôi đi dạy các cái chương trình dành cho các cái đối tượng là các giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing và giám đốc điều hành. Và cũng đã có những cái chương trình đào tạo in-house cho các cái tập đoàn lớn như là Vietnam Airlines hay là Viettel hay là Mobifone hay Vinaphone hay Yamaha vân vân. Có rất nhiều những cái đơn vị người ta đặt hàng theo từng thời điểm và từng cái chủ đề. Thế thì để nói về cái nội dung của khóa học này thì chúng ta sẽ làm trình bày những cái nội dung gì? Đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là sẽ có một số những cái nội dung liên quan đến khóa học của chúng ta ở trong chương trình. Và thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy ở đây tôi đã viết ra một cái mind map về sơ đồ tư duy dành cho chương trình CMO của chúng ta, hay còn gọi là chương trình giám đốc marketing toàn diện. Thế thì những cái nội dung tôi sẽ trình bày cho các anh chị và các bạn bao gồm những nội dung gì? Thứ nhất là giới thiệu về khóa học, giới thiệu về lợi ích của khóa học, giới thiệu về giảng viên. Đó, thì cái video này thì sẽ nói về ba cái nội dung đấy trước. Tôi đã giới thiệu về tôi rồi. Nội dung của khóa học thì bây giờ đang trình bày đây. Sau đó thì vai trò của giám đốc marketing hay là giám đốc truyền thông hay giám đốc PR. Đấy là những cái đơn vị, những cái chủ đề tương tự một chút. Tất nhiên nó cũng sẽ khác nhau, nhưng mà về cơ bản thì các cái chức năng của nó cũng có những cái sự giao thoa rất đáng kể. Và làm thế nào để chúng ta trở thành một CMO chuyên nghiệp, một cái người làm giám đốc marketing chuyên nghiệp và có thể kiếm được nhiều tiền, rồi có thu nhập tốt, đúng không ạ? Thì đây là những cái kỹ năng mà chúng ta sẽ cần. Rồi thì lộ trình từ giám đốc nhân viên cho đến giám đốc marketing như thế nào, cách thức xây dựng phòng marketing hiệu quả như thế nào, đúng không ạ? Vâng. Rồi thì marketing gồm những công cụ gì? Đấy. Rồi thì phát triển hệ thống marketing gồm bao nhiêu công cụ? Bao nhiêu công cụ? Đó. Nghiên cứu thị trường, đúng không ạ? Nghiên cứu thị trường như thế nào? Thì tôi cũng sẽ có những video nói về nghiên cứu thị trường cho giám đốc marketing cũng như là giám đốc kinh doanh, thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự giao thoa nhất định. Lập kế hoạch kinh doanh và marketing tôi cũng hướng dẫn rất là chi tiết, đúng không ạ? Xây dựng các chiến lược marketing hay là các cái chiến thuật marketing, thí dụ như là marketing dạng là mobile marketing, đấy là một chiến lược, đúng không ạ? Sales service marketing, automation marketing hay là real time content marketing. Như ngày hôm qua thì có trận bóng đá của Việt Nam với Thái Lan, đúng không ạ?
thì là ông chú Viettel đã nói rằng là nếu mà Việt Nam gỡ hòa thì tôi sẽ tặng cái nọ, tôi sẽ tặng cái kia, và cái viral trên mạng xã hội cực kỳ tốt. Đấy, thì cái đấy tôi gọi nó là real time content marketing. Đấy, rồi thì quản lý nhân sự của phòng marketing như thế nào, xây dựng các cái văn hóa, các vị trí tuyển dụng ra làm sao. Đấy, rồi thì các cái dịch vụ khách hàng, trải nghiệm khách hàng. Đấy, các chương trình marketing, các chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà. Đấy, thì đấy là một số những cái chủ đề chính trong chương trình CMO. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ có thể cập nhật cho các bạn những cái nội dung liên quan đến các cái công cụ về tư duy sáng tạo dành cho các vị trí quản lý cấp cao của marketing. Tiếp theo thì cũng có thể là những cái chiến thuật, những cái chiến lược mới, rồi thì những cái công cụ, những cái ý tưởng mới, những mô hình phân tích mới về marketing. Tôi cũng sẽ đi cho các bạn từ basics đến tức là cơ bản ấy, đến advanced hoặc là advanced plus luôn, cao cấp hoặc cao cấp cộng luôn. Nó sẽ rất là kỹ và rất là chi tiết. Tôi sẽ đánh số nó theo thứ tự. Đây là cái chương trình mà tôi hướng dẫn cho các bạn, và các bạn có thể là áp dụng tham khảo và ứng dụng cho cái hoạt động công việc marketing quảng bá truyền thông của mình, với vai trò là mình là chủ doanh nghiệp hoặc là mình là người làm thuê cho cái vị trí như vậy. Thực ra thì tôi có rất nhiều học trò của tôi bây giờ cũng làm ở các cái vị trí là giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh, hoặc thậm chí là họ sáng lập ra những công ty và có doanh thu cũng không hề tồi, có thể là doanh thu có thể lên tới là vài chục tỷ một tháng. Đó, thì các bạn ấy cũng sẽ có những cái kinh nghiệm từ cái việc là tôi đào tạo, tôi hướng dẫn, và các bạn ấy bây giờ thì đã lên những cái vị trí như vậy. Vâng, nội dung của khóa học là như thế. Thế còn cái lợi ích của khóa học đạt được là gì? Thì đây nó sẽ là một cái logic của một cái người mà rất là nhiều kinh nghiệm thực chiến cũng như là có khả năng nghiên cứu. Tôi thì sẽ có một cái vai trò rất là thú vị đối với các anh chị và các bạn. Đấy là tôi vừa là một nhà nghiên cứu với vai trò tôi là giảng viên đại học. Tôi cũng vừa là làm thực tế, bởi vì tôi cũng làm agency cho khách hàng rất nhiều, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo Zalo, làm kênh TikTok, đi đào tạo cho các doanh nghiệp cũng rất là nhiều, và trực tiếp tư vấn cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ, hoặc là doanh nghiệp cỡ doanh thu khoảng độ 5-700 tỷ một năm cũng có. Thế còn 1.000 tỷ trở lên thì cũng phải nói thật với mọi người là chưa có. Và thì các anh chị sẽ học được cái tư duy như vậy, cái logic như vậy. Các cái nội dung tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Đấy, từ việc làm bây giờ tôi lập kế hoạch ra làm sao, tôi cũng xây dựng phòng marketing như nào, tôi làm các chương trình khuyến mại như thế nào, tôi khai trương như thế nào, tôi làm social media như thế nào, đúng không ạ? Real time content là sales service, rồi các cái chiến lược về digital marketing, chiến lược về phát triển chuỗi, phát triển kênh, tạo các chương trình khuyến mại, vân vân. Thì những cái hoạt động chính của chức năng của marketing thì là tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, vâng. Và nếu như các bạn có bất kỳ cái yêu cầu nào hoặc là cái liên hệ để được tư vấn, trợ giúp và cộng tác cùng với thầy Nguyễn Phan Anh, thí dụ như là trong việc tư vấn, trong việc chạy quảng cáo, trong việc setup các phòng ban marketing, phòng ban kinh doanh, tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự, chạy các chiến dịch và lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing cho doanh nghiệp của bạn, xây kênh TikTok, xây kênh YouTube, đúng không ạ? Thì các bạn có thể liên hệ với giảng viên là tôi ở địa chỉ là số điện thoại là 0989 623 858, được chưa ạ? Website là pamarketing.vn, PA có nghĩa là Phan Anh, tên tôi. Email là phananhonline@gmail. Và kênh YouTube là youtube.com/sược PA Marketing. Đấy, Facebook cá nhân của tôi, Facebook cá nhân các bạn có thể chat hoặc comment đấy, ở địa chỉ facebook.com/sược Phan Anh Online. Và thì tất cả những cái thông tin này là thông tin cá nhân của tôi và không bao giờ thay đổi. Cho nên các bạn cứ chủ động liên hệ nếu như các bạn có bất kỳ yêu cầu nào. Bất kỳ yêu cầu nào nhá, bất kỳ yêu cầu nào tôi đều có thể đáp ứng. Các bạn có thể bán hàng ra nước ngoài, các bạn có thể xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông. Đó. Đấy. Thì tôi cũng
có những cái kinh nghiệm nhất định có thể giúp đỡ các bạn về cả từ mặt luật pháp. Tôi cũng am hiểu vì tôi có hai bằng luật xử lý khủng hoảng truyền thông bằng bằng công cụ cũng như là bằng pháp lý, đúng không ạ? Hoặc là phát triển những cái nội dung content, khả năng viết content của tôi cũng rất là tốt. Và tất nhiên bây giờ thì tôi chỉ tư vấn góc độ chiến lược thôi, còn làm những việc cụ thể thì tôi sẽ cho bộ phận nhân viên của tôi làm. Một lần nữa thì xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những bài học tiếp theo. Xin chào.